Cái này thì chúng tôi cũng nói rất nhiều với bệnh nhân, tức là cái thời gian mà để dạy chữa tinh trùng tốt nhất cho lúc mà lấy tinh trùng để làm thụ tinh đó thì chỉ khoảng từ 3 đến 5 ngày thôi, chứ không quá dài. Nếu mà dài hơn thì tinh trùng cũng sẽ không không tốt, và ngắn hơn thì cũng không tốt. Vì vậy cho nên là trong thời gian mà chị đang làm IUI, chị vẫn có thể quan hệ vợ chồng bình thường, miễn làm sao là đến cái ngày bơm đó, chị kiêng được từ 3 đến 5 ngày.